Bữa cơm có thịt đầu tiên của gia đình mẹ con muốn ăn một bữa no rồi cùng nhau uống thuốc độc. Bữa cơm dù đã có thịt, nhưng đó chưa phải là tất cả với bà Lực, vì nỗi lòng người mẹ vẫn còn nhiều nỗi lo canh cánh về những đứa con tâm thần. Gần một tuần kể từ khi đăng tải bài viết, rơi nước mắt người mẹ muốn sáu con ăn một bữa no rồi cùng nhau chết bằng thuốc độc. Chúng tôi quay trở lại ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Lực, 79 tuổi, ở khu 3, xã Phụ Khánh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Những nụ cười và ánh mắt rạng ngời của mẹ con bà Lực sau khi thức dậy ngày 30 tháng 4. Tại đây, chúng tôi đã nhận thấy sự thay đổi rất lớn. Những người con của bà Lực đã khoác lên người những bộ quần áo mới hơn cùng những món đồ ăn vặt mà các con bà cầm trên tay, và hơn ai hết, bà Lực là người vui nhất. Cũng trong buổi sáng tinh mơ ngày 30 tháng 4, một lần nữa chúng tôi lại được chứng kiến bữa ăn của người mẹ già và đàn con thơ. Nhưng thay vì cơm trắng, rau rừng và mì gói, bữa ăn của mẹ con bà hôm nay đã có thịt và đĩa rau xanh đã có mỡ để xào. Thịt xương, kể cả là nồi canh đu đủ, tất cả là tiền mọi người cho, tôi đi mua về cho các con tôi đấy. Trước đây, tôi có mơ cũng không nghĩ mẹ con tôi được ăn một mâm cơm thịnh soạn thế này. Bà Lực chỉ vào mâm cơm rồi nói. Cùng với lời nói, bà Lực liên tiếp gắp thịt cho các con rồi liên tục nói những câu trìu mến. Quyên ơi, ăn đi con, thịt đây này. Hay, cái hạnh đâu rồi, lại đây mẹ chan cho này. Ăn miếng này đi, nhiều thịt nạc con nhé. Nhìn những hình ảnh này, có thể thấy niềm vui và hạnh phúc của mẹ con bà Lực khi quay quần bên mâm cơm. Cũng tại bữa ăn này, các con bà Lực ít chạy lung tung hơn trước. Tất cả mọi người đều ngồi quay quần bên mâm cơm trong gian bếp nhỏ như để hưởng thụ sự hạnh phúc đầm ấm mà cả cộng đồng đã dành cho gia đình bà Lực trong những ngày qua. Bữa cơm kết thúc, các con bà Lực, đặc biệt là chị Hạnh, vội vàng chạy lên nhà cầm quả táo Mỹ, cắn ngang ngon lành. Thấy vậy, bà Lực nói với chúng tôi rằng, đấy, từ hôm được các anh, các chị cho hoa quả, cứ ăn cơm xong là lại đòi trắng miệng. Những gói bánh quy, gói bim bim là món ăn quá quen thuộc, không hề đắt tiền của bất kỳ đứa trẻ nào, nhưng lại là món đồ lần đầu tiên các con của bà Lực được ăn. Khi nhận được những món quà ý nghĩa đó, bà Lực đã phải thốt lên rằng, mẹ con tôi đã được cứu sống rồi. Dù được cứu sống, nhưng trong lòng người mẹ ấy vẫn còn canh cánh những nỗi lo mà không phải ai cũng thấu hiểu được. Dù đã có tiền và thực phẩm, nhưng bà Lực vẫn canh cánh trong lòng những nỗi lo. Phía sau là những nỗi lo. So với trước đây, cuộc sống của mẹ con bà Lực đã được cải thiện rất nhiều. Bởi vậy, khi trò chuyện với bà, chúng tôi có đặt câu hỏi về việc liệu bà có còn ý định đầu độc các con bằng thuốc ngủ khi mình già yếu nữa không? Bưng bát cơm trên tay, nhìn đàn con quay quần bên mâm cơm, bà cố ghìm lại những giọt nước mắt và giải bày. Chẳng ai muốn con mình chết cả, nhưng tôi vẫn lo lắm. Tôi chết đi, ai sẽ chăm sóc cho chúng đây? Bà chỉ nói có vậy rồi lại kể cho chúng tôi nghe về sở thích của từng đứa con, như để lảng tránh những nỗi lo canh cánh trong lòng về số phận những đứa con sau khi mình khuất núi. Thậm chí ngay từ thời điểm hiện tại, dù gạo, tiền đã có, nhưng trong suy nghĩ của bà vẫn thường trực những nỗi niềm. Bà chỉ sợ nay mai bệnh tật quật ngã bà xuống, bà sẽ không đủ sức lực để chăm các con. Giờ có chút kinh phí của những nhà hảo tâm tài trợ, có người nói với tôi là nên gửi các con vào trại tâm thần nuôi dưỡng, nhưng đâu phải là dễ dàng, bởi những người con của tôi mỗi người một tính, nếu không hiểu thì sẽ không thể chăm sóc được. Bà nói vậy và chỉ tay ra cậu con trai út tên Toản để lấy ví dụ. Đấy, như anh chàng kia, cứ ăn mặn vào lại uống nước, thế là đêm lại tè dầm, hoặc cứ trời mưa thì chạy ra đường. Thật sự, nếu không phải người thân thì họ đánh cho, chứ chẳng phải đùa, bà Lực lo lắng. Đối với số tiền mà những nhà hảo tâm giúp đỡ, bà Lực cho biết, hiện tôi chưa biết phải làm như thế nào, nhưng phương án khả thi nhất có lẽ vẫn là đi gửi ngân hàng, sau đó dùng nó vào việc chăm sóc cho các con.